Cửa hàng Hoa Lan mới xin chào cô chú. Và hôm nay bên cửa hàng bên con đây cũng nở một số được một số chậu cát, và dòng này là dòng cát mini, nhưng mà hoa của nó là rất là thơm nha cô chú. Dòng này thì hoa của nó sẽ rất là lâu tàn, tại vì cây này cánh nó rất là dày nha cô chú. Mặt hoa này cũng rất là lạ nữa. Và một số cái mặt hoa này thì con đảm bảo với các cô chú là không có hàng nhiều đâu. Bên cửa hàng bên con tại cũng mua cái dòng này lâu lắm rồi. Hôm nay thì mới số hoa này cũng biết mặt hoa con bán thôi. Cái cây này là không có hàng nhiều nha cô chú. Đây là một số mặt hoa của đài, rất là nhiều mặt hoa khác nhau luôn. Và đây là một cái mặt hoa rất là đặc biệt đó cô chú mới nhìn hai cánh của nó. Đây cái cây này cô chú nhìn hai cánh, nó có hai phớt rất là đặc biệt luôn. Cánh đài nó có hai phớt rất là đẹp nha cô chú. Và cái màu cánh của nó là màu trắng nè. Hoa này cực kỳ đẹp. Dòng này là một cái dòng cát mini, bụi này là bụi lùm rất là nhiều thân. Và giá bán nguyên chậu này ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con đang bán ra để các cô chú mình về sưu tầm cái dòng cát này. Chậu này là một cái chậu rất là hiếm, con chỉ có đúng nhất là một chậu cho cô chú mình về sưu tầm thôi. Giá bán nguyên chậu này thì cửa hàng bên con bán ra với giá tiền là 400 nha cô chú. Đảm bảo với các cô chú là không có chậu thứ hai đâu, tại vì con đã kiếm rất lâu rồi mới có chậu này. Mặt hoa rất đẹp. Mã số là mã số 1, giá tiền là 400.000. Và đây là một cái cây màu vàng và ba cánh, hai cánh đài này là cũng là màu đỏ nhưng mà nó có vớt vàng rất đẹp nha cô chú. Và hiện tại bên cửa hàng bên con chỉ có một vài chậu cát nó sổ hoa, là con muốn bán các cô chú mình về sưu tầm thôi. Và mã số 2 nè, đây là một cái dòng cát rất là đẹp, và giá bán chậu này ngày hôm nay rất là nhiều hướng thấy không, nó cây rất là đẹp, rất là khỏe. Cái dòng này là một cái dòng cát mini mà không có hàng nhiều nha cô chú. Và nguyên cái chậu này ngày hôm nay cửa hàng bên con bán ra để cho các cô chú mình về sưu tầm với giá tiền là 370.000 nha cô chú. Giá là 370. Cây này thì nói chung là hồi sáng này cái hoa này là con tưới phân á, nó nặng quá, nó gặp hoa nè cô chú. Giá bán nguyên chậu này cũng mới ra là 370.000, rất là nhiều thân. Cây này cũng rất là hiếm nha cô chú. Hai mặt hoa này có hai mắt rất là đặc biệt nè. Đây là một cái mặt hoa cát rất là đẹp. Và mã số của nó hiện tại đó là mã số 2. Và giá tiền của nó còn bán ra là 350.000, mã 2. Và một cái mặt hoa tiếp theo bên cửa hàng bên con xin giới thiệu với các cô chú, đây là cây cát tuyết ngọc nè cô chú. Cây này là cây trắng tinh luôn và hai đầu cánh nó có phớt cô chú. Lưỡi này là lưỡi tím, mặt hoa rất là đẹp. Bụi bên con là bụi rất là to. Và giá bán nguyên bụi này ngày hôm nay thì cửa hàng bên con bán ra để cho các cô chú mình về sưu tầm với giá tiền là 1.000.000 chẳng nha cô chú. Đây là dòng cát tuyết ngọc. Đây là cái hình cây. Và cái thân cát này ở ngoài nó bằng ngón tay cái hoặc là bự hơn luôn nha cô chú. Dòng này cô chú mình nhìn là rất là nhiều thân luôn, và thân rất là to. Đây. Thì nào cô chú nhìn ngón tay cái còn như là cái thân này nè. Không xi nhê luôn, thân rất là to. Với cái bụi này thì chỉ với giá tiền là 1.000.000 chắc cô chú mình về sưu tầm thôi. Bụi này rất là đẹp nha cô chú. Chú nào yêu thích cái mặt hoa này cứ nhanh tay liên hệ cho bên con. Số thoại bên con là 0908 846-04, địa chỉ ở phường 4, thị trấn Tân An, Long An. Và đây là bụi cát, mã số là mã số 3. Cái này mình về mình kích hoa được rất là nhiều hoa, tại vì có một số mèo đang nụ nha cô chú. Về mình xịt cây di lên kích hoa tết luôn. Mã số là mã số 3, giá 1.000.000 chẳng. Và đây cũng là mã số cuối cùng ngày hôm nay.